làm món má heo nướng cả nhà ơi. Mới đi chợ mua được ba cái má heo. Nay về làm món má heo nướng sa tế nha cả nhà. Giờ anh mình rửa sạch lại rồi mình đem đi luộc sơ lại nữa nha cả nhà. Má này mấy ký bự dữ anh Vinh? Ký gử. Cái gì là ký gử đó hả? Wow, vậy là ba cái này 4 ký gử. 4 ký gử mình nướng lại chắc còn khoảng 2 ký quá. Bắt đầu nhóm lửa đặng mình luộc má heo lại cho nó bớt hôi cả nhà ơi. Này để gừng vô luôn nha cả nhà. Để vô mình khử mùi cho nó bớt thôi cả nhà ơi. Nước sôi rồi thả vô luộc cả nhà ơi. Quá trời cái má, để vô cái bít cái nồi luôn rồi. Lúc nãy giờ sơ sơ cũng được rồi cả nhà ơi. Giờ mình lấy ra mình rửa lại và mình đi ướp. Khói quá khói. Giờ mình rửa sơ lại cái nữa nha cả nhà. Rửa sơ lại cái nữa mình bắt đầu mình ướp gia vị vào mình nướng. Rồi giờ mình bắt đầu mình ướp gia vị cả nhà ơi. Này sa tế nha cả nhà. Có cây dừa trái cũng khá là nhiều nè cả nhà. Mình ướp này xong rồi mình bẻ dừa nướng luôn nha cả nhà. Giờ bắt đầu ướp gia vị cho nó thấm nha cả nhà. Mình ướp sẵn gì cho nó thấm vô miếng thịt rồi mình nướng vô nó mới ngon nha cả nhà. Quá rồi. Quá cái má heo rồi. Má heo này ướp sả tế nướng thì ăn hết sảy luôn cả nhà ơi.
Nếm thử anh Vinh, nếm thử coi vừa ăn chưa. Quá ngon anh em ơi, thấm chút nước nha. Coi bọn dừa này cả nhà, cây nó có lùng súng à, mình ngồi cái là bò học ta lên tới cả nhà, trái quá trái luôn. Dừa này như dừa sim á cả nhà ơi. Giờ mình xó vô mình chuẩn bị nướng cả nhà ơi. Bà cái má heo to quá, không biết sọt vô dừa cái dĩ này không nữa. Cứng à, dướng dướng xương rồi. Đang chuẩn bị lò nhóm hàng nướng cả nhà ơi. Không có lò, mấy em lấy mấy cục gạch tắn ngang cả cản gió nha cả nhà. Khói quá khói. Bắt con cháu tôi nó quạt rồi kìa. Không, khỏi. Khỏi ơi. Đã mồ hôi hết trơn rồi. Giờ nhóm nãy giờ nó không cháy cả nhà, giờ mình sử dụng tuyệt chiêu cuối luôn cả nhà. Lấy cây khò mình khò luôn nha cả nhà. Trời, ghê chưa? Ghê 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 chưa? Ghê chưa? Ghê chưa? Rồi, mừng quá cháy rồi cả nhà ơi. Đợi hang nó bắt lửa thì đi rửa rau cả nhà ơi. Này rau hôm với rau này nọ đủ loại nha cả nhà. Cháy miếng quả hành quét cho nó thôi. Để mình quét cho nó thơm cả nhà. Con đeo cái này cái gì vậy? Khẩu trang hả? Đúng rồi. Quạt kìa, kìa quạt đi, quạt cho lửa cháy đi. Này vườn sau hè nhà cả nhà ơi. Này nhãn, này nhãn thái nha cả nhà. Nhãn thái đang để trái cả nhà ơi. Vườn nhãn này mà ra đây ngồi ăn uống nhâm nhi ly gai với bạn bè là khá là mát luôn nè cả nhà. Trái nè cả nhà. Con chó nó ngồi đây nó uống nước rồi cả nhà. Chưa nắng nó mệt nó hở rồi kìa. Này cả nhà, xóa
Xong hết rồi giờ mình chỉ đợi hang nóng lên mình đem vô mình nướng thôi cả nhà. Để hang nóng lâu quá cả nhà ơi, để em dẫn cả nhà ra coi cái hầm sen này cả nhà. Ở ngoài này có cái ao sen bông dưới gương cũng nhiều lắm cả nhà. Đây cả nhà, hầm sen cả nhà. Bích này bích thái cả nhà ơi. Bích này để ăn rồi chứ không có bán nên cũng không có bọc cả nhà. Sen đang tốt cả nhà ơi, mới gãy phần thỏm cho nó tốt, còn có bông cả nhà. Ăn mình ăn Tết đó cả nhà. Này bèo nè cả nhà, bèo em nuôi ốc á, rồi em nuôi bèo cho ốc nó ở cho nó mát cả nhà. Xung quanh trồng tre này, tre sim nha cả nhà. Tre sim này ngồi mát lắm cả nhà ơi. Hang giờ này chín hang đỏ hang cả nhà ơi. Giờ mình đem dĩ qua mình nướng nha cả nhà. Wow, khói quá rồi. Trên còn cái này nè. Nè bắt trên. Bắt đầu nướng cả nhà. Hang nóng quá trời nóng cả nhà ơi. Trở bời lại để sợ khét cả nhà. Quá trời dĩa rau nó ngon luôn nè cả nhà ơi. Dưa leo, rau thơm, xà lách đủ loại luôn nha cả nhà. Cái này mình ăn đồ nướng là hết sảy luôn cả nhà ơi. Cắt mẻ chuối lặn mình làm cái cây cọ mình quét cả nhà. Đập dẹp dẹp lặn cho nó nhuyễn ra mình quét cả nhà ơi. Mình cây nhà lá dừa mà mình không có cây cọ quét thì mình xài mẻ chuối nha cả nhà. Lửa nhiều hang nhiều quá, giờ phải chim lên thêm cùng gạch nữa cả nhà ơi. Quá trời ơi, ba cái má heo này rồi. Nắng quá thì nắng mệt quá cả nhà ơi. Nướng ở ngoài nắng gì cho nó mau chín cả nhà. Cho nó lửa nó nóng. Này củi củi nhãn nè cả nhà. Ủa, thấy gì chưa, quá tuyệt vời luôn. Lửa cháy quá sợ khét cả nhà ơi, trở bời cả nhà ơi. Anh lặt bờ đây luôn á.
Vé số luôn. Vé số vô tới đây luôn. Này nướng má heo vé số thằng Tài tới mời ăn Tết luôn. Ăn Tết kiếm trúng số đặc biệt ăn Tết luôn cả nhà ơi. Chiều nay trúng số là ăn Tết lớn luôn nha cả nhà. Quét mớ hành vô cả nhà ơi. Quét mớ hành vô cho nó thấm gia vị, nó thơm, nó ngon cả nhà. Wow, quét mớ hành vô cái nhìn coi cái miếng má heo mình nó đỏ lên liền cả nhà. Săn lại á cả nhà. Quét lên nhìn nó bóng hay anh Vinh? Ngon. Hấp dẫn à. Quét mặt bên kia luôn anh Vinh. Bên kia xương khổ nha. Xương ngon. Quét vô một cái nó bóng liền cả nhà ơi. Nhìn cái miếng thịt nó ngon lên liền cả nhà. Nó gần chín rồi cả nhà ơi. Con rớt phân ở đây không? Cái dèo này nuôi gắn nè cả nhà. Gắn vô cá cả nhà. Dùng này nó chui đâu không biết rồi. Chắc nó chui vô lá dừa này hay gì không thấy cả nhà. Có con rùa nè cả nhà. Nó vàng cái này cả nhà ơi. Thơm quá cả nhà ơi. Cả nhà nghe hôm không chứ em thấy hôm lắm cả nhà. Này lá lốt cả nhà ơi. Lá lốt này hái ăn kèm với đồ nướng luôn cũng ngon đó nè cả nhà. Làm nước chấm cả nhà ơi. Nước chấm này em cũng làm đơn giản lắm cả nhà. Em để tí đường với tí nước tương của mình nha. Chấm đơn giản nha cả nhà. Chấm này thông thường thì người ta ăn hay quay làm chén nước tương chấm đó cả nhà. Chín rồi cả nhà. Giờ đem ra nha cả nhà. Giòn như cả nhà ơi.
Này, nướng má heo làm nhâm nhi bình rượu hai mã cả nhà ơi. Rượu này rượu hai mã với mấy hàng 32 vị thuốc bắc nha cả nhà. Quá ngon luôn hả anh Vinh. Mày ăn bốc mới ngon à. Bốc à. Này ăn bốc mới ngon nha cả nhà. Camera mày anh chảy nước miếng rồi đó anh Vinh ơi. Chấm này ngon ha. Chấm hợp quay rồi. Có ai với chỗ ba hàng ngày gấu biết ăn cà gót á. Ngon rồi. Jesus Christ, it's great.